Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà thì liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ và lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt tên cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Mọi người bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó, và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên con là gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc miệng lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên tinh thần vững mạnh, sống trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra với con cái Israel. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay Hội Thánh mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Anh chị em thấy các cha khi mà rao lịch đó, thì trong lịch phục vụ lịch Công giáo đó, anh chị em thấy cái đầu tuần, cái ngày Chủ nhật, hay tất cả các cha rao trên toàn đất nước Việt Nam này sẽ đọc là sinh nhật Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà có một cái chuyện này, anh chị em có để ý xem, xin lễ cầu cho các linh hồn đó, chưa bao giờ tôi thấy người ta xin lễ cho linh hồn Gioan Tẩy Giả, toàn là linh hồn Gioan Bautista không à. Anh chị em có thấy đồng ý không? Có thấy bây giờ ông cha xứ ông rao hôm nay cầu nguyện cho linh hồn Gioan Tẩy Giả đâu, toàn là Gioan Bautista hết. Đi đến làm lễ an táng để cái bảng tên toàn là Gioan Bautista hết. Nghe tới Tẩy Giả một cái ra Việt Nam nó thường quá, Bautista cho nó ra Tây. Ông mới có ba tên: Gioan Bautista, Gioan Tẩy Giả, Gioan Tiền Hô. Nhưng tên thật của ông mới là gì? Tên thật của ông trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe có mỗi là Gioan thôi. Khi ông được sinh ra, đến lúc đặt tên cho ông ấy, người ta hỏi bà mẹ là đặt tên cho thằng bé là gì? Bà bảo tên nó là Gioan. Bà bảo vậy, ồ làm sao được, vì trong nhà mình tất cả mọi người có ai mà tên Gioan đâu, tên bố nó là Zacharia cơ mà. Bởi vì theo luật Do Thái, con trai phải lấy tên bố mà đặt. Tất cả mọi đứa con trai. Anh chị em xem ở bên nước ngoài cũng vậy, tên bố làm sao thì tên con làm vậy, chỉ thêm có một cái đuôi sau nữa là nó khác thôi. Thí dụ chẳng hạn chúng ta thấy như này nha, ở nước Mỹ có hai ông tổng thống là bố và con. Một ông cũng là tổng thống Bush, một ông cũng là tổng thống Bush, một ông là William, một ông thì là Jeb Bush. Hai ông cũng là Bush, Bush, Bush hết, đều Bush, Bush hết. Tổng thống Bush cha, Bush con hết tất cả. Thế bây giờ làm sao? Bây giờ thằng bé này tại sao mà đặt tên cho nó khác vậy? Tên bố nó là Zacharia cơ mà. Bà này chắc có vấn đề. Thôi bây giờ hỏi bố nó vậy. Thế thì ông Zacharia lúc bây giờ ông đang bị câm. Ông bảo cho tôi xin cái bảng. Thế là người ta đưa cho cái bảng. Ông ấy viết tên nó là Gioan. Mọi người tròn xoe mắt ra. Ồ cái ông này, ông cũng không lấy tên của ông đặt tên cho nó, mà ông lại nói tên nó là Gioan. Cả hai vợ chồng cùng một ý như vậy. Anh chị em biết tại sao không? Các nhà chú giải Kinh Thánh nói là thế này, là Gioan trong tiếng Do Thái nghĩa là người được thương. Người được thương nghĩa là vậy. Cả hai ông bà hiểu rằng mình đã cao niên, già cả, mà bây giờ cái thằng bé này mà thiên thần, anh chị em nhớ cái câu chuyện Gioan Tẩy Giả được thiên thần truyền tin cho bố ở trong Zacharia trong đền thờ. Lúc bây giờ thiên thần nói với ông bảo tôi đã cao niên và vợ tôi đã già rồi làm sao được. Thiên thần bảo không, ông bà sinh con. Và vì thế ông cãi à, bây giờ để cho giấu chỉ,
cho ông im luôn, im tin thít luôn, cầm luôn, cho đến ngày mà tỏ mình ra cùng Israel, cho đến khi thằng bé nó sinh ra thì ông viết tên cho nó, tên nó là Gioan, thì lập tức miệng ông mở ra. Cả hai vợ chồng thấy chúng tôi già cả, xét bình thường thì làm sao có con được, nên cái đứa con này là đứa con bởi thương mà ra, nên ba má đặt tên cho con Gioan, nghĩa là con là người được thương, nghĩa là con là người được thương, mà ai thương? Thiên Chúa thương con nên con mới được sinh ra. Còn ba má có thương nhưng mà Thiên Chúa không muốn thì cũng chịu vậy. Như vậy thì Gioan đó chính là tên của tình thương, đúng nhất. Thế nhưng mà tại sao chúng ta lại gọi là Gioan tiền hô, Gioan tẩy giả, rồi Gioan Bautista? Thì tất cả cái tên, ba cái tên tẩy giả, tiền hô, Bautista là chúng ta gán thêm vào cho ông ấy. Vậy thì mấy cái đó là cái gì? Tên riêng của ông là Gioan. Và trong đất nước Do Thái nhiều người tên Gioan lắm. Chúng ta lấy tên ông này là Gioan. Còn một ông Gioan nữa, anh chị em nhớ 12 ông thánh tông đồ, có một ông thánh tên là Gioan, là em của ông Giacôbê đó. Có nhiều tên lắm, nhiều tên Gioan lắm. Thế nhưng mà chúng ta gán thêm tiền hô, tẩy giả hay bảo thì chị ta, là chúng ta gán cái chức năng của ông ấy. Tiền hô có nghĩa là gì? Hô tức là nói lớn, tiền là đi trước. Ông này, ông Gioan này là ông đi trước, ông hô cho người ta biết có cái gì xảy ra đằng sau, đó là Chúa Kitô. Nên gọi là Gioan tiền hô là đi trước, hô dọn đường cho Chúa. Vậy thì nhấn mạnh vào ông đi trước, ông loan báo để mọi người chuẩn bị. Ông nói đường hãy sửa cho thay thẳng, gồ ghề hãy bạt cho bằng, để mọi người sẽ đón ơn cứu độ. Như vậy tiền hô là đi trước dọn đường. Tẩy giả là cái gì? Đây là tiếng Hán Việt. Giả là nước, tẩy là thanh tẩy. Ông này thanh tẩy người ta, nói cách khác là giống như chúng ta đi xưng tội thì thay bài tòa giải tội, thì ở bên nước Do Thái thì đến thống hối, đến cái dòng sông, ông ấy thanh tẩy người ta thú tội, ông ấy lấy nước, ông ấy dội lên người ta, ông dìm người ta xuống thì gọi là tẩy giả. Giả là nước, tẩy là thanh tẩy, tẩy thanh tẩy bằng nước, nên gọi là Gioan tẩy giả. Và ông này chuyên môn là thanh tẩy người ta dòng sông, trong dòng sông gọi là nước tẩy giả. Bautista là gì? Bautista là phiên âm của tiếng nước ngoài. Anh chị em ai biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng vân vân, anh chị em sẽ thấy, thí dụ chẳng hạn, bên Anh nó gọi là Gioan, nó gọi là John, John, tiếng gọi là John, Bautista gọi là Baptiste, John Baptiste. Tiếng Pháp gọi là Jean Baptiste, Gioan là Jean. Rồi bên cạnh đó là Baptiste. Thế chúng ta dịch Baptiste, chúng ta dịch ra là cái gì? Bautista. À, cũng giống như người ta bên kia, cái ghi đông thì tay lái, mình nói bố lấy tay lái cho nó rõ, là ghi đông là cái tay lái chứ là cái gì đâu. Ghi đông là cái tay lái thôi. Thế mình dịch ghi đông cho nó oai phong, chứ còn tay lái, em cầm tay lái không oai, em cầm ghi đông kìa. Gạt măng dê, nói cái chạm cho nó xong tội, nó gạt măng dê. Đấy. Xin lỗi anh chị em nhé. Lắm lúc tôi buồn cười lắm. Ở cái nhà thờ có cái barrier là cái bờ rào. Nhiều người nói, cha lấy cái barrier đâu mà biết, mà barrier chả có tiếng là barrier. Mình cứ am ớ được chữ nọ dọ chữ kia, rồi cứ sổ ra. Người ta biết tiếng nước ngoài ta bảo, thật là đúng là đã dốt thì hay nói chữ barrier là cái bờ rào. Do đó Bautista là phiên âm của Baptista. Mà Baptista có nghĩa là gì? Tiếng Hy Lạp là Baptizai. Baptizai là dìm xuống nước. Cái ông này chúng ta nói là tẩy giả, thì người nước ngoài người ta bảo cái ông này, ông chuyên môn, ông đi dìm người ta xuống nước, không phải dìm cho chết đâu, mà dìm xuống nước. Thế thì nó dịch cái chữ Baptizai thành Baptista. Baptista là dìm xuống nước, cái ông chuyên môn đi dìm người ta xuống nước. Thế bây giờ mình không dịch là, chả lẽ ông dịch Gioan dìm xuống nước thì nó một buồn cười. Thế thì dịch là Gioan Bautista, cầu cho linh hồn Gioan Bautista. Do đó anh chị em phải hiểu, Gioan là tên riêng của ông, nghĩa là người được thương. Rồi còn mấy cái chữ kia là chúng ta ghép vào, chính chúng ta ghép vào thôi, chứ còn bố mẹ Zacharia với bà Elizabeth đâu có đặt cho Bautista với tẩy giả với tiền hô đâu. Chúng ta ghép vào để cho hiểu biết chức năng của ông này là như vậy. Đó là chuyện thứ nhất, hôm nay muốn rõ ràng để anh chị em hiểu. Mai mốt
không có việc gì cả. Đến khi mà có một ai chết trong gia đình mà an táng cứ ghi cầu cho linh hồn do ăn tiền hô. Xin cho linh hồn do ăn tiền hô được lên trốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, amen. Không có sai, rất là chính xác, không có gì sai cả. Chuyện thứ hai nữa là hôm nay là mừng sinh nhật. Anh chị em trong cả năm 365 ngày, có 3 ngày mừng sinh nhật thôi. Ngày mừng sinh nhật Chúa ta gọi là lễ Giáng sinh. Ngày mừng sinh nhật Đức Mẹ là ngày mùng 8 tháng 9. Ngày hôm nay mừng sinh nhật Gioan Tẩy Giả là 24 tháng 6. Nhưng tôi cũng xưa với anh chị em ngay, cái chữ sinh nhật này là không giống chữ sinh nhật của chúng ta hiện nay. Chúng ta khi nói hiện nay bây giờ mừng sinh nhật là chúng ta cứ xem giấy khai sinh của chúng ta sinh ra ngày nào là chúng ta mừng đó là ngày sinh nhật. Anh chị em mà hiểu như vậy, đối với Chúa, đối với Mẹ và Gioan hôm nay là trật lất, trật lất, trật lất. Không có một giấy tờ nào chứng minh Chúa sinh ra ngày 25 tháng 12. Không có một giấy tờ nào chứng minh rằng là Đức Mẹ sinh ra ngày 8 tháng 9. Và ông không có một cái chỗ nào nói đến Chúa sinh ra và ông Thánh Gioan sinh ra ngày 24 tháng 6. Thế thì tất cả ba nó giống giống nhau cái chỗ như thế này. Đây, nó chỗ này này. Đây là về phụng vụ để tôi nói cho anh chị em cố gắng biết nhầm. Ban đầu chỉ có lễ sinh nhật Chúa thôi. Sinh nhật Chúa thì bây giờ chọn ngày nào? Không biết chọn ngày nào. Thế thì thời đó họ mới chọn cái ngày ở bên Roma gọi là mừng thần mặt trời. Đó là ngày 25 tháng 12, Chúa là mặt trời công chính. Họ lấy cái ngày mà người ta mừng mặt trời đó gán cho Chúa, gọi là đó là ngày sinh nhật mặt trời ló dạng. Chúa là mặt trời công chính. Thế là chọn cái ngày 25 tháng 12, chọn Chúa trước, chọn cái ngày cho Chúa trước. Sau đó rồi chọn cho Chúa thì sao? Kinh Thánh nói là Chúa sinh sau ông Thánh Gioan 6 tháng. Lúc bấy giờ thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, thiên thần nói: "Này bà Elizabeth chị họ bà đã có thai trong đang lúc tuổi già và nay đã đang mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. À, như vậy là ông Gioan ông phải sinh trước Chúa 6 tháng. Thế là chọn ông Gioan 24 tháng 6, đúng 6 tháng trước. Thấy đúng chưa? 6 tháng trước ra sinh nhật ông Gioan Tẩy Giả là hôm nay. Ra ngày hôm nay. Thế rồi còn sinh nhật Đức Mẹ mùng 8 tháng 9 thì làm sao? Mùng 8 tháng 9 lại không có ăn thua gì với Đức Mẹ, với ông Thánh Gioan và Chúa Giêsu. Mùng 8 tháng 9 thì lại có mối liên hệ rằng Đức Maria khi ngày sinh ra được gọi là hậu duệ của Môsê và Gioan. Và vì thế khi Đức Mẹ được sinh ra được coi là người thiếu nữ Sion. Vậy thì cái ngày mùng 8 tháng 9 được gọi là ngày thiếu nữ Sion. Và vì thế chọn cái ngày đó cho Đức Mẹ sinh ra là biểu tượng của thiếu nữ Sion. Có thế thôi, còn không biết. Nhưng mà hỏi Chúa, Đức Mẹ và ông Thánh Gioan có sinh ra không? Chắc chắn. Chả lẽ không sinh ra mình tự bịa ra mà sinh ra? Phải sinh ra. 365 ngày, ngày nào sinh ra cũng được. Giáo hội không xác định cái ngày sinh ra cho bằng lớn hơn là cái chỗ này. Bạn mở ngoặc đơn một cái chữ này, tôi có nói cái chuyện chi tiết này nữa để anh chị em thấy là giáo hội không có quan trọng cái ngày sinh ra, mà giáo hội quan trọng cái sự hiện diện của Chúa, của Đức Mẹ và của Gioan Tẩy Giả trong chương trình của Chúa. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, chúng ta không cần biết, chúng ta ngồi với nhau không cần hỏi ngày sinh nhật của bác là gì, nhưng mà chúng ta biết người này có. Và giáo hội mừng cái sự hiện diện của Chúa, Đức Mẹ và Gioan Tẩy Giả. Anh chị em biết má tôi đó, khi tôi làm hồ sơ vào trong đại chủng viện, tôi xin má biết cái ngày sinh của má. Anh chị em biết bà cụ đưa cho tôi xem cái giấy của ba làm đó. Bà cụ sinh ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1922. Ủa, sao má sinh hay ghê, chọn đúng cái ngày mùng 1 Tết Tây. Má bảo, má có biết đâu, di cư năm 54, giấy tờ có đâu. Má chỉ biết má sinh con cọp. Còn đó, ngày nào thì ba con cho má sinh ngày nào cũng được. Má chỉ biết con cọp thôi. Cái con cọp với lại con trâu. Bây giờ hỏi mấy cái người già, cha tuổi gì? Dạ con trâu. Bấm 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 bấm. À, cha con trâu bằng này tuổi. Chứ con biết năm tháng gì đâu. Ba con cho má sinh ngày mùng 1 tháng Giêng. Hỏi sao mà ba, sao mà ông cho tôi sinh ngày mùng 1 tháng Giêng? Ông bảo cho nó tròn khỏi lỗ. Ngày nào cũng có. Nhưng mà bà má tôi có không? Có. Sinh ra ngày nào? Không biết, không biết, không biết. Nhưng mà bà có không? Có. Bà có thì tôi mới có đứng đây chứ. Không có làm sao mà tự dưng tôi chui dưới đất lên sao được. Thế thì ông Gioan phải sinh ra. Ông sinh ra thì làm cái gì? Sự hiện diện của ông lớn hơn cái ngày ông sinh ra.
Sự hiện diện của ông là gì? Là dọn đường cho đấng cứu thế, bởi ông được thương mà sinh ra. Bài học dạy cho chúng ta hai điều sau đây. Không có một người nào chúng ta đang ngồi ở đây mừng ngày sinh nhật Gioan mà sự hiện diện của chúng ta là một sự ngẫu nhiên hết. Không có ngẫu nhiên. Tất cả chúng ta sinh ra đều nằm trong ý định và tình thương của Thiên Chúa. Cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra là đúng. Nhưng mà tôi cũng thưa với anh chị em một điều này, nhiều cặp vợ chồng lắm cứ xin tôi khóc lóc, cưới nhau 20 năm, 20 mấy năm, nhìn thấy con người ta cứ chở con đi học, con thèm. Con chưa có con, xin cha cầu nguyện cho con có một đứa con, niềm an ủi của vợ chồng, đau khổ biết chừng nào. Cha mẹ muốn chứ, nhưng mà Chúa chưa muốn. Không có một người nào chúng ta ngồi đây mà không do ý định của Thiên Chúa hết. Do đó, việc đầu tiên hết mừng sinh nhật Gioan là mừng sự hiện diện của mỗi chúng ta bởi ý định của Thiên Chúa. Do đó, anh chị em phải thấy tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta. Tôi thích suy nghĩ này lắm. Anh chị em biết chúng ta sinh ra là chúng ta có ngày sinh nhật, ngoài ra ngày sinh nhật dưới đất. Anh chị em biết đức tin của chúng ta nói làm sao không? Vì chúng ta sinh ra ngày sinh nhật dưới đất nên chúng ta mới chết. Chúng ta không sinh ra thì làm sao chúng ta chết được, nên mới gọi là có sinh và có tử. Chúng ta phải sinh ra thì chúng ta mới chết. Mà anh chị em biết trong đức tin ngày chết của chúng ta gọi là gì không? Ngày chết của chúng ta gọi là ngày sinh nhật trên trời. Lạ chưa? Chúng ta có hai ngày sinh nhật. Sinh nhật dưới đất bởi mẹ sinh ra, ba sinh ra. Và sinh nhật trên trời là chúng ta hợp đoàn cùng các thánh. Mà nếu chúng ta muốn có sinh nhật trên trời, chúng ta phải có sinh nhật ở dưới đất đã. Không thể nào tự dưng chúng ta không có sinh nhật trên dưới đất mà chúng ta lại có sinh nhật trên trời. Và vì thế tất cả chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được sinh ra để chúng ta phải làm cái gì đó. Và điều thứ hai là sự hiện diện của chúng ta phải mang một cái ý nghĩa trong cuộc đời trần thế này. Chúng ta không vô cớ để chúng ta sinh ra. Chúng ta sinh ra để làm gì? Và sống làm sao để rồi cái ngày sinh nhật trên trời chúng ta hạnh phúc vì chúng ta đã đóng góp một cái gì đó cho Chúa, cho cộng đoàn. Và như thế chúng ta ra trước tòa Chúa cộng cùng với cộng đoàn các thánh tạ ơn Chúa vì con đã góp phần vào trong thế giới này khi con còn sống ở trần gian trong dịp sinh nhật dưới đất, để rồi sinh nhật trên trời đích thực chính là ngày vinh quang của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và xin ngày sinh nhật, tức là ngày hiện diện của Gioan Tiền Hô, Gioan Tẩy Giả, Gioan Baptista hôm nay soi sáng cho sự hiện diện của chúng ta hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.